Nhân viên an ninh hàng không bị phạt 2 triệu đồng vì đưa đại gia sàm sỡ ra khỏi phi cơ. Thưa quý vị, báo Vietnamnet ngày 12 tháng 9 năm 2019 loan tin, phía hàng không Nội Bài Hà Nội vừa xử phạt một nhân viên an ninh đang làm việc tại đội an ninh cơ động, Trung tâm An ninh Hàng không Phi trường Nội Bài. Nguyên nhân được đưa ra là vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhân viên này được giao nhiệm vụ phối hợp giải quyết, giám sát hành khách Vũ Anh Cường gây rối trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi Sài Gòn vì ông Cường có biểu hiện say xỉn và sàm sỡ một nữ hành khách ngồi gần. Ông Cường sau đó đã bị hãng hàng không từ chối vận chuyển và đưa xuống khỏi phi cơ. Sau đó, nam nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ hành khách đã đưa ông Cường quay lại nhà ga. Hành động này của nhân viên an ninh bị phía cảng hàng không cho là đã tự ý hành động mà chưa có ý kiến của cảng vụ hàng không miền Bắc. Ông Cường sau đó bị xử phạt hành chính với khung hình phạt từ 7 tới 10 triệu đồng. Còn nhân viên an ninh trên đã bị xử phạt 2 triệu đồng. Sự việc đã khiến cho dư luận bất mãn và cho rằng có thể ông Cường là đại gia, hiện đang là đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây, là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Đất Lành, đã tác động đến cảng hàng không để trả thù nhân viên an ninh trên. Dư luận thắc mắc rằng sau khi ông Cường đã bị hãng hàng không từ chối phục vụ, đưa ra khỏi phi cơ, lúc này thì nhân viên an ninh không đưa ông này trở lại nhà ga, thì phải đưa đi nơi đâu?